Đây có thằng da nè, đây con da bảo bố rồi đó. Một mình ăn một con gà cho nó sướng luôn nha, có đầu có đuôi nha. Đây. Rồi bây giờ mình thưởng thức nha các bạn. Cứng quá vậy, dùng con dao để cắt đi. Nói chơi á, mình ăn quay phim thôi chứ không, mình làm sao ăn hết con gà này. Sức mình ăn không có bằng bằng cái gì, cái câu channel của cô nghe gì đâu, cô ấm nhấp ấm nheo mà cô ăn quá trời. Cô nghe gì mà đi về Việt Nam quay luôn, đi ăn bưng cái tô quá mạng, thân thì ấm nhấp ấm nheo mà ăn giống như cho lãi ăn. Ngon quá.